nha. Cảm ơn em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em đó, những anh em mà lần đầu tiên anh em sử dụng xe công tay, thì mình sẽ chia sẻ với anh em những cái lưu ý khi mà anh em lần đầu sử dụng xe công tay nha. Và đó là những cái lỗi cơ bản mà mình cũng đã từng vấp phải rồi, nên là mình chia sẻ với anh em để anh em có thể rút kinh nghiệm hơn. Thì trước đây mình cũng là người cũng là lần đầu tiên đi xe công tay, nhưng mà mình có cơ may á, là mình có cơ duyên á, là mình đã biết cách chạy xe công tay trước rồi đó anh em. Nên khi mà lần đầu mình mua xe công tay rồi mình chạy về mình cũng khóa là không có bỡ ngỡ mấy. Nhưng mà thằng em của mình nó cũng từ trước giờ chưa chạy xe công tay, còn thấy cũng rất nhiều người luôn chưa biết chạy. Và khi mà các bạn đi mua về á thì các bạn phải tự chạy về, thì lúc đấy nó cũng là cả một cái quãng đường về khó khăn lắm đó các bạn. Cho nên mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái lưu ý để giúp cho các bạn đỡ bỡ ngỡ hơn khi mà lần đầu các bạn tiếp xúc với xe công tay nha. Thì cái vấn đề trước tiên đó, đó chính là việc bóp côn đó các bạn. Thì như bạn biết, khi các bạn chưa bao giờ đi xe công tay thì cái việc bóp côn của các bạn nó điều đó nó không có được quen. Các bạn quen với cái lực bóp, không mà các bạn không quen với cái lực nhả. Tức là giống như là các bạn đi xe tay ga đi, thì bên trái của mình đó, nó có tay thắng, thì các bạn quen với việc bóp thắng, bóp lực bóp vào thôi chứ bạn không để ý đến lực nhả ra. Còn khi mà đi xe công tay này á thì các bạn phải quan tâm ở cực kỳ ở cái lực nhả côn đó các bạn, chứ không phải là cái lực bóp vào. Lực bóp thì phải có, nhưng mà cái quan trọng á, để mà chiếc xe của mình không bị chết máy, thì các bạn nên quan tâm đến cái lực nhả của côn. Tức là khi mà trước khi các bạn chạy á, thì các bạn nên lên xe và các bạn bóp thử trước nha, cho cái tay của mình nó quen lực. Các bạn phải tập, tức là tập nhả ga nó thật chậm có thể. Các bạn cứ lên, mình sẽ bóp thắng lại và chỉ cho các bạn cụ thể hơn. Đây thì các bạn phải tập được cái lực tay của mình nó thật, khi mà bóp và nhả ra nó thì nó phải đều đó các bạn. Khi các bạn bóp vào nè, nhả ra nè đó, các bạn cứ tập bóp cho mình, bóp nhả, bóp nhả, bóp nhưng nhả thật chậm nha, xong bóp lại nhả thật chậm tiếp, bóp vô nhả thật chậm, bóp vô nhả thật chậm đó. Thì cái bài tập đó như vậy để giúp cho các bạn khi mà các bạn lên nó lên, khi mà các bạn chạy nó sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy nè, đây nè, và các bạn lưu ý các bạn nhớ để số 0 nha đó. Rồi các bạn bóp vô, khi các bạn quen rồi đó, các bạn quen với cái lực mình nhả rồi đó, thì rồi bây giờ mình vào số 1 nè. Các bạn lưu ý là đạp tới nha, rồi nhả ra, nhả đến khi xe lăn bánh thì các bạn dừng lại đó, các bạn không nhả hết luôn nha. Khi xe lăn bánh hơi rồi thì các bạn nè, nhả ra tới một cái đoạn này đó, xe lăn bánh này nè, thì dừng lại nha, các bạn không nhả hết tay, đồng thời các bạn điểm ga nè, nhả ra xe lăn bánh, xe lăn bánh hơi nè, rồi các bạn điểm ga thêm, rồi lúc đó mới nhả ra từ 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 cho hết đó, rồi buông nhả hết luôn. Rồi khi bài số 2 các bạn móc lên, bóp vào, học cái chân xuống dưới và móc lên, rồi tiếp tục nhả ra chậm 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 và điểm ra đó. Đó là những cái, đó là cái cách để mà mình lần đầu tiên mình chạy xe công tay. Thì các bạn cũng có thể tìm hiểu sâu hơn về cái cách chạy xe công tay, mình đã có nói về ở cái clip trước đây rồi đó, là cách chạy xe công tay. Các bạn đã có tìm hiểu thì các bạn có thể sạc cái clip đó nha. Đó là cái cơ lỗi cơ bản thứ nhất, đó là bóp côn. Thì lúc khi mà các bạn mà nhả ra nó lăn bánh, các bạn lên ga thì các bạn cứ lên ga đại đi, lên ga vừa tay thôi, đừng lên ga mạnh quá. Và khi nhả các bạn phải nhả thật chậm nhất có thể. Và cái trường hợp đó, đó là trường hợp gạt côn các bạn. Thì cái gạt côn là cái bắt buộc. Khi mà mới chạy các bạn chưa quen á, chưa quen với hành trình côn, thì cái gạt côn là cái điều hiển nhiên, cái điều bình thường nữa các bạn. Nên các bạn đừng ngại cái việc gạt côn. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Và cái lưu ý thứ hai muốn nói đến các bạn đó, đó chính là cái hộp số. Một số bạn chạy xe số sàn, số tự động chứ số tự động biết quen ấy, thì các bạn không có quen móc số, nên các bạn nhớ lưu ý, tưởng tượng trong đầu là hộp số mình đã là hộp số móc rồi nha các bạn. Tức có nghĩa là số 1 đập tới rồi, còn tất cả các số còn lại đều là móc lên hết. Tại vì lúc lần đầu mình chạy mình cũng quên nữa các bạn, mình đang chạy gì đây nè, mình quen á, mình đang chạy thôi, mình quen cái mình vô mình đạp tới, chiếc xe mình nó phải sững, nó kéo về liền. Do đó hộp số các bạn nhớ lưu ý là đây là số móc, đã xe công tay là số móc hết.
Cho nên khi mà lên ga mà vô số rồi, lên số, bạn muốn lên số vô, các bạn không có cần gấp mà phải lên số đâu. Ví dụ đang chạy nè, rồi bóp cồn, rồi các bạn nhớ suy nghĩ đó trong đầu trước, suy nghĩ à mình đang lên số là số 4, rồi bây giờ mình móc, rồi lúc đó các bạn nhả ga cũng được, không có quá gấp, không có cần gấp tới nỗi là mình còn phải vô bóp cồn vô số và nhả cồn ra liền đó các bạn. Thật chậm thôi, các bạn thao tác cho nó thật chậm nhất có thể. Nè, khi các bạn lùi số nè, các bạn đi chậm nè, các bạn lùi về số nè, thì cũng thật chậm thôi, nhả ga lên ga. Đó là những cái lưu ý, các bạn thao tác thật chậm. Khi các bạn thao tác, các bạn nhớ suy nghĩ trước trong đầu những cái tính toán của mình để mà có thể giúp cho mình mượt mà hơn đó các bạn. Và còn một lưu ý nữa, khi mà các bạn mới chạy, có một điều chắc chắn, một điều rằng các bạn sẽ không quen đến cái việc mà vô số và giảm số, lên số và giảm số. Do đó khi mà các bạn đang đi với tốc độ ba mấy và số 3 như thế này, các bạn cần giảm tốc độ lại, đi chậm lại, thì các bạn đừng có giảm ga về nha các bạn. Các bạn đừng có giảm ga đó, các bạn đừng có giảm như vậy. Mà khi các bạn muốn đi chậm lại á, muốn sắp dừng lại, thì các bạn bóp cồn trước, bóp cồn sát luôn, bóp lực sát vô luôn, rồi sau đó các bạn thả ga, thả tay ga ra đó, các bạn bóp thắng lại, bóp thắng từ, rồi sau đó mình mới đạp số tới cho số nó lùi về đó. Rồi các bạn đi tới số 1 rồi nè, rồi khi các bạn dừng xe hẳn rồi, các bạn muốn đi tiếp rồi, thì mình lại tiếp tục lúc đó mình nhả ra đến khi xe lăn rồi nè, rồi mình đem ra rồi nhả ra hết đó. Tiếp tục vô số 2 nè, bóp cồn vô số 2 nè, rồi tiếp tục nhả ra và đệm ga thêm, đừng gấp, rồi bóp cồn, móc số, nhả ra, lên ga. Đó, các bạn cứ làm từng bước thật chậm nhất trong thể nha các bạn. Các bạn không nên gấp quá. Khi các bạn làm gấp quá, các bạn sẽ bị rối, tại vì các bạn chưa quen mà. Các bạn cứ suy nghĩ trước trong đầu của mình á, là mình bóp cồn là mình phải móc số, chứ mình không có được đạp số, nó rất dễ bị lộn nha các bạn. Khi các bạn chưa quen á, rất dễ bị lộn. Và cái cách mà mình kêu các bạn á, khi các bạn muốn dừng lại và muốn đi chậm lại á, và các bạn, mình kêu các bạn gì không nên giảm ga gấp, mà các bạn bóp côn xong rồi mới giảm ga, là tại vì á, các bạn chưa quen với số, các bạn chưa quen với cái vòng tua của nó, thì như các bạn giảm ga như thế này nè mà cái số nó không hợp lý á, đó nó sẽ bị chết máy đó các bạn. Đó, cái số nó không hợp lý, nó rất dễ bị chết máy. Do đó khi mà các bạn muốn đi chậm thì bóp côn trước, rồi bóp thắng từ từ lại, đến khi gấp chậm luôn rồi thì các bạn về số đó, thì sẽ tránh đi cái trường hợp mà mình bị chết máy. Và khi mà các bạn trên đường các bạn đi ấy, chắc chắn là nó, các bạn không quen thì nó sẽ xảy ra chết máy. Ví dụ mình đang đi mình chết máy nha, đó thì các bạn chậm đó, các bạn chết máy chừng thì các bạn cứ bình tĩnh, các bạn bóp côn sát, các bạn đẩy xe vào lề đó, thấy không? Cái ví dụ các bạn đang chạy số 3 nó chết máy đi, thì các bạn đừng gấp gì hết, các bạn bóp sát côn, đẩy xe vào lề, phải bóp côn mới đẩy được nha, không bóp côn là nó sẽ bị sững, cái máy mình nó sững đây nè, không đẩy được, nên phải bóp côn, đẩy sát vào lề, rồi trả về số 0, đây, đó, rồi bắt đầu đề xe lên đi lại, bóp côn, vào số 1, nhả ra thật chậm, đến đi xe lăn bánh, đó, lăn đi rồi đó, chậm dưới yên, không nhả ra hết, điểm ra, nhả ra hết. Rồi bóp cồn móc lên số 2, thật chậm thôi, nhả ra lên điện ra. Tương tự số 3 cũng vậy, bóp cồn móc lên, nhả ra, từng bước thao tác thật chậm nha các bạn làm nhanh các bạn bị rối là sẽ bị chết máy đấy. Các bạn chỉ thao tác nhanh khi mà các bạn đã quen xe, quen với hành trình cồn rồi đó, thì các bạn mới thao tác nhanh được. Rồi đó đều là những cái lưu ý mà dựa trên những cái kinh nghiệm, những quan điểm cá nhân của mình, tại vì mình cũng đã từng cái khoảng thời gian mình trải qua khi mà mình lần đầu tiên mình đi xe Winner, nên mình muốn chia sẻ với anh em những lưu ý đó, những lưu ý khi mà lần đầu các bạn đi xe công tay thôi nha các bạn. Còn á, những cái lưu ý mình chia sẻ với các bạn nó không phải là cách chạy đúng, nó có trường hợp gà côn nhưng mà nó không đến nỗi nào, nó giúp cho các bạn có thể đi được lần đầu không bị chết máy. Nhưng mà khi các bạn đi quen xe rồi thì các bạn phải tự xem lại, các bạn không được gà côn nữa,
bạn khi quen với hành trình côn mà các bạn đi thoải mái hơn thì các bạn không có được gà côn nhiều như lúc mới đi. Đây là cái mẹo và đây là những cái mà mình giúp cho các bạn có thể đi được lần đầu mà không bị chết máy và thoải mái hơn. Nên khi mà các bạn đi quen xe rồi á thì các bạn xem lại, xem tiếp những cái clip năm sai lầm mắc phải đi xe côn tay của mình nha. Thì mình để trên phần tab video luôn, thì các bạn khi các bạn đi gần rồi thì các bạn vào xem đấy clip đấy của mình nha. Đó là những cái lỗi mắc phải khi mà mình đi xe côn tay. Rồi vậy thì video của mình xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian của các bạn ra và xem video này của mình. Vậy thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Các bạn anh em.